Mùa hè đã đến rồi. Vào những ngày đẹp trời như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được cùng bạn bè, người thân tổ chức vui chơi dã ngoại ngoài trời tại những nơi có núi, có sông, có không gian trong lành mát mẻ. Và ngày hôm nay đây, tôi sẽ bật mí giúp quý vị và các bạn một địa điểm du lịch ngoài trời đặc biệt thú vị tại thị xã Hương Trì, và nơi đó chính là đập tràn Hải Lề. Đập tràn Hải Lề thuộc địa bàn xã Hải Lề, thị xã Quảng Trị. Công trình được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1983. Nơi đây là điểm xuất phát của công trình thủy lợi thế kỷ Nam Thế Thản với sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Đặc biệt, bờ tràn của đập giống như một chiếc bao với đường cong mềm mại, dòng nước trắng xóa, là nơi lý tưởng để tham quan, vãn cảnh. Công trình được xây dựng để xả lũ trên sông, tận dụng tối đa nguồn nước, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chống hạn ở phía nam sông Thạch Hãn. Nơi đây đang dần dần trở thành một địa điểm du lịch thú vị, được nhiều du khách chọn làm nơi dã ngoại cuối tuần. Nếu là một người yêu thiên nhiên, thích thỏa mình vào không gian yên tĩnh, hay thỏa sức vui đùa trong dòng nước, thì đây hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua. Đến với đập tràn Hải Lề, chúng ta không chỉ được hòa mình vào không khí trong lành mát mẻ nơi đây mà còn có thể check-in ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại nơi có sông nước mênh mang như thế này, và đặc biệt là cùng người thân và gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện và tận hưởng một kỳ nghỉ hè tuyệt vời.